Xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay ông chủ ông có một cái cây Nam Điền thì cũng xanh Nam Điền muốn nhờ anh em đến xử lý theo cái lối chơi đương đại. Ngày xưa nó là một cây bám đá theo lối cổ ngày xưa. Nhưng mà anh em qua quá trình hội chẩn thì cảm thấy rằng nó chưa phù hợp với lối chơi bây giờ, mà nhưng được lại thì cái cây này nó được một cái cây cốt chậu rất là già rồi. Ngày xưa là cây năm tay ngũ phúc, bây giờ chuyển về cây lùn lực. Có thể vẫn chơi theo cái lối ngũ phúc nhưng mà làm lại lùn, hoặc có thể là chơi theo lối hai tay một ngọn thì cây nó sẽ đẹp hơn. Ghi lại cái hình ảnh ban đầu và tí nữa thì cũng sẽ phá toàn bộ cái bệ đá này ra, chuyển sang một cái chậu khác. Anh em sẽ hội chẩn, hội ý đưa cái cây về theo đúng cái dáng chơi đương đại bây giờ của anh em. Bệ thì già chát đấy, bệ già lắm. Cô đặc nằm trên một cái bệ đá. Đang được nghệ nhân Phong Lê nghiên cứu chuyển thể. Đây là anh Phong. Phong đẹp trai. Chào, anh chị em. Đặc điểm trong vườn nhà bác sĩ Đoàn thì có rất nhiều cây bám đá. Cây xanh um đá, nằm trên đá và sau này cũng chắc cũng sẽ chuyển một số cây dần dần theo lối chơi bây giờ. Lối chơi đương đại vừa đỡ tốn diện tích và cây nó sẽ đẹp hơn. Thời tiết hôm nay nó cũng hơi tối, quay hình ảnh nó không được sắc nét lắm. Anh em xem thì thông cảm. Cái này thu lại đưa vào cái chậu anh nghĩ là sẽ đẹp hơn nhiều không? Vâng. Đấy, mới có bấm bỏ đi một chút thôi nhìn cái cây nó đã khác rồi. Bấm đi tí nhìn cái cây nó đã khác đi rất nhiều so với cái cây đúng không ạ? Thế bây giờ thu lại bộ rễ bộ tàn đưa lên một cái chậu khác. Gọn lại thì chắc cây nó sẽ đẹp hơn, giá trị nó sẽ được nâng cao rất nhiều. Bệ thì bác chủ trước bác ấy cũng không bảo vệ được dưới cái thời tiết nắng tháng 5, tháng 6 vừa rồi mà cũng cháy tương đối nhiều. Nó bị cháy những cái rễ đẹp quá. Cái rễ rất đẹp rồi, cháy. Nhưng mà cái này chắc bo được Nam Điền. Xử lý cũng dễ thôi, cạo bỏ đi, xong rồi lại bôi keo kiếc vào. Hứa hẹn là 3 năm sau trở lên, thời gian ít nhất là 3 năm thì nó sẽ là một cây liền lạc rất là đẹp. Bên cạnh các chủ có nhiều cây quê bám đá khác. Cây hoa giấy đang chuẩn bị bung lụa chơi Tết. Cây này giờ Tết là đẹp lắm. Dọn dẹp đi, nhìn nó đã khác rồi. Tiến hành phá đá nhấc ra ngoài hội chẩn.
xưa kỳ cục để ký kỳ cục lại phá đi. Ngày xưa ngày hai ngày được cái bệ này. Này không gọi thằng cu em đi nó phá đỡ, thằng tay to nó phá đỡ. Chiều nay lại hội lại có phường à, nay hứa anh Đoàn là phải xuống đi chứ à, là chiều nay em cũng xuống đi vụ đây. Hôm trước bảo chú Phong anh Đoàn ạ, bảo anh mà nhường lại cây này em nhấc về luôn. Chú bảo là anh không muốn anh để chơi không, em nhấc về ngay. Rẻ bác cứ để em chụp quét là em nhấc về. Quyết đi bác Thủy, bác Thủy quyết đi. Gặp bác Thủy là nhanh nhất. Thế mà ơi, bác cứ quyết cái là em nhấc lên đường ngay. Thế để dình hôm nào ông chủ đi vắng vào, có bà chủ ở nhà hỏi bà chủ khả năng thanh lý luôn. Tiếc à, nhiều bệ này để cháy nhiều quá, cây bên này cháy hết rồi. Bên này thì cũng được. Cháy hỏng hết. Hôm nay Thức lấy lại cái cây... cây cơm nguội trong nhà Thắng ấy, cái đấy để cháy nhưng mà thực tế không phải cháy mà đục ra là bị sâu, nếu không cứu hôm nay mà không vào không lấy không đục ra sâu, khả năng để 2 tháng nữa cây chết. Thì Thắng lại đổi cho Thức lấy một cây cơm nguội, cây xương cá. Thắng lại lấy cây xương cá của Thức, Thức lại cầm cái cây đấy cơm nguội về. Ngày xưa cái cây cơm nguội ấy là của Thức mà. Đúng là của Thức. Ngày xưa lại đổi cái cây. Nhưng mà sâu nó ăn lên tận giữa cây rồi. À thế ạ. Chứ không phải là chết cháy mà là sâu. Sâu đục thân. Khác thì nó khác hẳn. Tí nữa phá đá xong anh em đưa lên một cái chậu khác, nó sẽ lên trên kính rất là nhiều. Hôm trước bảo chú Phong đấy, anh em thật là nếu mà anh không thích phá ấy lên thì nhượng lại cho em nhấc về em chơi ngay. Này thì bán quả này bán giá bèo. 14-15 năm rồi. À vâng, thì thôi mình để chơi được, làm lại để chơi được. Hai nữa trong vườn thì có một vài cây chủ chốt đấy, anh em nói thật bác có những cây gọi là cây chủ vườn để anh em vào ngắm. Bên nhà Thành có nhiều cây đẹp lắm. Thành anh Thành Toán ạ. Em chưa lên vườn nhà anh bao giờ, thấy bảo anh có cây nhưng mà chưa. Đấy chú Phong chú biết chú hay làm cây cho bác Thành thì biết. Cây của Thành thì toàn cây khủng. Món cây khủng đang nằm ở nhà Phong bây giờ là thấy Phong mở cây Bánh Thành. Không, cây đấy là cây loại. Cây đấy là cái... Đến vườn nhà ông ấy, ông cụ trong chỗ thực phẩm ấy. À đấy ạ. Nhiều cây rồi. Có những cây hồi nó sốt nó giảm 500 triệu. À đấy. Nhưng mà đấy là thời ngày xưa thôi anh ạ. Chứ bây giờ thì những cái bây giờ những cái cây đấy thì chẳng... Cũng vẫn đẹp. Đẹp như anh em giờ chơi nó theo chơi theo đuổi. Mất đi 10 lần. Cây bây giờ nó chơi đi. Nhiều chứ anh. Sợ còn hơn 10 lần ý chả hề. Sợ là còn hơn 10 lần ý chả hề. 10 lần. Ngày xưa còn cái thằng Phong thầy giáo ấy.
không biết nhỉ, con giáo viên ở trên kia. Đấy, nó vào đây mà nó giả vườn anh, nó bảo mới hết luôn, anh bán cái nào mới sạch cả vườn kia. Như đấy chắc là những cái thời năm 2010, 2011 thì... Sốt xình xịch đấy. Mình bắt tiếp nãy bảo mẹ cây bán tí quá. Mẹ sau lấy gì mà chơi. À, thời đấy mà bán đi rồi mua được mấy cái vườn thì này. Không như kiểu chơi lan ấy. À. Thời điểm này đang sốt. Thắng cũng đang làm cái dàn lan ác quá Phong ạ. Nhưng mà bây giờ sợ thời điểm này làm thì nó lại muộn mất rồi. Đầu tư tiền sắt nó mất gần 100 triệu, công cán các kiểu, sau này còn hoa giống. Thôi mỗi người mỗi quan điểm thì cũng chẳng biết thế nào. Chú thích thì cũng xuống đất họ sau này anh nhập. Có đồ búa biết to hơn thì tốt hơn, búa này hơi bé. Có đồ to hơn đập thì nó khỏe hơn, nhanh hơn. Quan điểm là cứ cắt dễ nhất ra đã, hỏng xong rồi cái tảng này đập phá sau. Vâng, nhưng mà nó mắc vào nhau rồi đấy. Cháy. Mấy hôm nay lại dâm trời lại không nắng ấy. Thank you.